Chào mừng các bạn đến với website Airship4You. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt vé máy bay trên trang Airship4You một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Đầu tiên, để đặt được vé máy bay, bạn cần truy cập vào website Airship4You. Bạn có thể đặt trực tiếp ở trên trang chủ hoặc vào phần vé máy bay và điền các thông tin vào form để tìm kiếm chuyến bay phù hợp. Ở đây bạn sẽ lựa chọn hành trình một chiều hoặc khứ hồi, điểm xuất phát, điểm đến, ngày đi, ngày về và số lượng hành khách theo tiêu chí người lớn, trẻ em hoặc em bé. Hôm nay mình sẽ lựa chọn hành trình khứ hồi từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 7, ngày về là ngày 5 tháng 7 cho một người lớn. Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, bạn click vào ô tìm chuyến bay. Việc tìm kiếm sẽ được thực hiện ngay sau đó. Tại bước này, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các chuyến bay đang khai thác, chặng bay mà bạn tìm kiếm, bao gồm thông tin về hãng bay, thời gian khởi hành, thời gian đến, thời gian bay và giá vé. Bạn cũng có thể nhìn thấy ở bên thanh bên trái đây là các tiêu chí hiển thị. Sẽ hiển thị theo loại chuyến bay, số điểm dừng, giờ bay. Bạn có thể lựa chọn giờ bay, giờ hạ cánh, hãng chuyên chở và giá vé. Hôm nay mình sẽ lựa chọn chuyến bay của Vietjet. Bạn cũng có thể xem thêm điều kiện vé bằng cách ấn vào phần chi tiết. Ở mục chi tiết này sẽ có thông tin về việc thay đổi chuyến bay, thay đổi hành trình, đổi tên hành khách, bảo lưu vé, hoàn vé, thời hạn thay đổi thông tin chuyến bay. Tiếp theo mình sẽ chọn chuyến bay chiều về cũng của Vietjet. Các bạn có thể thấy ở thanh bên trái sẽ hiển thị toàn bộ thông tin về giá vé, bao gồm giá cơ bản và thuế và lệ phí cho cả hai chặng bay. Và đây là tổng tiền của cả một chuyến bay khứ hồi sẽ là 2.913.000. Sau khi đã tìm được chuyến bay phù hợp, các bạn bấm vào phần tiếp tục. Ở phần này các bạn check lại thông tin về hành trình bay của mình, sau đó các bạn điền thông tin hành khách. Thông tin phải chính xác như trên giấy tờ tùy thân, như là chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe. Các bạn sẽ bị từ chối vận chuyển nếu thông tin không chính xác. Vui lòng nhập thông tin bằng tiếng Việt không dấu ạ. Tiếp theo là phần thông tin hành lý. Bởi vì Vietjet sẽ chỉ có 7kg hành lý miễn phí thôi, nên nếu bạn muốn mua thêm thì bạn sẽ chọn ở đây. Có các option khác nhau là 15kg, 20kg hành lý ký gửi, 25kg, 30, 35 hoặc 40. Đây mình sẽ lựa chọn là 15kg cho chiều đi và 15kg cho chiều về. Thì ở phần bên trái sẽ về một cái mục giá vé sẽ thêm về phí hành lý ở đây. Tiếp theo bạn sẽ điền thông tin liên hệ. Thông tin này giúp hãng hàng không liên lạc với quý khách để thông báo cập nhật lịch bay thay đổi và gửi vé điện tử cho bạn về hành trình. Các bạn lưu ý nhập chính xác về số điện thoại di động và nhất là cái email của mình ạ. Sau khi kiểm tra lại thông tin một lần nữa thì các bạn bấm vào phần tiếp tục. Từ bước này các bạn sẽ tiến hành thanh toán. Hiện tại Airship4You sẽ có 4 hình thức thanh toán khác nhau. Đó là thanh toán online qua cổng, thanh toán OnePay, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tại văn phòng hoặc thanh toán tại... Airship4You khuyến khích bạn nên thực hiện phương thức thanh toán trực tuyến bởi đây là hình thức thanh toán chủ động nhất, giúp bạn có thể đặt suất vé ngay lập tức, đặc biệt phù hợp cho các vé bay sát ngày, vé khuyến mại. Airship4You đảm bảo về các chính sách bảo mật thanh toán online, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi thực hiện thanh toán trực tuyến tại website Airship4You. Đối với hình thức thanh toán online qua cổng thanh toán OnePay, các bạn có thể lựa chọn hai phương thức thanh toán, đó là sử dụng thẻ Visa, Master hoặc JCB với phí giao dịch là 3,4% hoặc thẻ ATM với phí giao dịch là 1,2%. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp, bấm vào đặt vé.
Sau khi đã đặt vé thành công thì hệ thống sẽ tự động gửi thông tin vé về tin nhắn điện thoại và gửi vé điện tử và xác nhận hành trình về địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra vé của mình bằng cách truy cập quản lý đặt chỗ, điền thông tin, mã đơn hàng và email để kiểm tra booking của mình. Ngoài hình thức này, bạn có thể sử dụng hình thức thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. Sau khi nhận được thông tin đặt dịch vụ, nhân viên chăm sóc khách hàng của H4U sẽ liên hệ với các bạn để xác nhận và hướng dẫn thêm về thủ tục thanh toán. Một hình thức khác đó là thanh toán tại văn phòng. Bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của H4U để thanh toán giờ làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ 30 hàng ngày. Và cuối cùng, bạn có thể thanh toán tại nhà. Sau khi xác nhận thông tin, H4U sẽ giao vé và thu tiền tại địa chỉ mà bạn đã cung cấp. Với hình thức này thì phí giao vé sẽ là 0 đồng. Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin, địa chỉ để nhân viên giao vé và thu tiền. Các bạn lưu ý giúp mình, với hình thức này thì chỉ áp dụng cho các địa chỉ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và nội thành Hà Nội thôi. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các cách để đặt vé trên trang web H4U rất đơn giản và nhanh chóng. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được cái hành trình phù hợp. Cảm ơn các bạn.